Chào các em, tiếp tục dọc trước, dọc hôm nay chúng ta đến với nội dung thứ hai của bài học số 2 thuộc phần cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Bài học về bài toán sắp xếp. Nội dung của giờ học gồm hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là thuật toán sắp xếp chèn. Nội dung thứ hai là thuật toán sắp xếp chọn. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng nội dung. Chúng ta vào nội dung thứ nhất đó là thuật toán sắp xếp chèn. Ở trong dọc trước chúng ta đã được biết đến khái niệm thế nào là sắp xếp và thuật toán mà chúng ta biết đến đầu tiên đó là thuật toán sắp xếp nội bọt. Đây là một cái thuật toán khá đơn giản, dễ cài đặt. Thế tuy nhiên ý, thì nó có một cái hạn chế là độ phức tạp của nó là khá lớn, còn độ phức tạp O N bình phương. Đây là thuật toán nó không phù hợp với cả bài toán mà dữ liệu lớn. Thế cho nên là để khắc phục cái hạn chế này thì chúng ta sẽ lần lượt đi vào các thuật toán sau đó mà có thể coi là cải thiện một phần cho cái thuật toán sắp xếp nổi bọt này. À, trong đó thì ở dọc này chúng ta sẽ tiếp cận với một cái thuật toán đó là thuật toán sắp xếp chèn. Với thuật toán sắp xếp chèn ấy, thì cái tư tưởng của cái thuật toán là ở à, một cái lần lập thứ y nào đó chúng ta chia cái dãy của ta thành hai phần. Cái phần thứ nhất là cái phần đầu tiên này, này có y phần tử và các phần tử này đã đảm bảo tính thứ tự sắp xếp rồi tức là cái phần đã sắp xếp và cái phần tiếp theo là cái phần mà chưa được sắp xếp và ở lần đặt thứ y này thì cái nhiệm vụ của ta ấy, là cần phải đưa cái phần tử ai này chúng ta chèn vào trong cái phần đã sắp xếp và một cái vị trí phù hợp để sau khi chèn thì ta thu được cái phần gồm có y cộng một phần tử đã được sắp xếp Đấy chính là cái tư tưởng của thuật toán sắp xếp chèn thế để hiểu rõ hơn được cái tư tưởng và thuật toán này chúng ta xét một cái ví dụ như sau giả sử chúng ta có một cái dãy gồm có 8 phần tử thế vào lần lập đầu tiên là chúng ta có một cái dãy gồm hai phần phần thứ nhất là chúng ta chỉ có một phần tử thứ nhất là bốn thôi còn cái phần thứ hai là từ ba trên 6. và lần lập này nhiệm vụ của ta là cần phải đưa ba chèn vào cái phần đã được sắp xếp ở một cái vị trí phù hợp nào đó sao cho sau khi chèn chúng ta thu được cái phần đã được sắp xếp gồm có hai phần tử như vậy là chúng ta thấy chúng ta sẽ đưa ba vào cái vị trí đứng trước 4. À, sau khi đưa 3 vào vị trí đứng trước 4 thì chúng ta thấy rằng cái dãy của chúng ta sẽ lại có hai phần. À, phần thứ nhất gồm có hai phần tử 3 và 4. Phần thứ hai gồm các phần tử 2 cho đến 6. Thế tiếp theo chúng ta lại lấy hai ra, lấy phần tử đầu tiên của cái phần chưa được sắp xếp ra. Chúng ta lại chèn vào cái vị trí phù hợp của cái phần đã được sắp xếp để làm sao sau khi chèn thì cái phần đầu tiên đó đảm bảo tính chữ tự tăng dần, tức đảm bảo tính chữ tự sắp xếp. À, theo trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ đưa hai vào cái vị trí đứng trước ba và sau khi đưa hai vào vị trí đứng trước ba thì ta sẽ thu được một cái dãy như sau à, một cái dãy mà cái phần đầu tiên có ba phần tử hai ba bốn và phần chưa được sắp xếp phần sau là từ 10 đến 6. Tiếp theo chúng ta lại đưa 10 vào cái vị trí phù hợp trong cái phần đã sắp xếp. Thế chúng ta thấy rằng là à, chúng ta thấy 10 là cái phần tử mà lớn hơn tất cả các phần tử trong cái phần đã sắp xếp. Cho nên là chúng ta không cần phải đổi chỗ 10 cho phần tử nào cả à, mà chúng ta để nguyên 10 ở tại vị trí sau cùng đó và lúc này thì chúng ta sẽ thu được một cái dãy gồm có hai phần phần thứ nhất là gồm có 2 đến 10 đảm bảo tính tự sắp xếp phần thứ hai là từ 12 cho đến 6 và tiếp tục chúng ta lại đưa 12 ra và sau khi đưa 12 ra chúng ta thu được một cái dãy gồm hai phần từ hai phần đầu tiên là từ 2 đến 12 phần tiếp theo là từ 1 trên 6. Và chúng ta nhiệm vụ của chúng ta là lại tiếp tục đưa một vào cái vị trí phù hợp trong cái phần đã sắp xếp để làm sao chúng ta thu được cái phần đầu tiên là cái phần mà các phần tử đảm bảo tính chữ tự sắp xếp tăng dần. À, chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ đưa một vào cái vị trí đầu tiên. À, và chúng ta thu được một cái dãy mà cái phần đầu tiên là từ 1 cho đến 12. Thế còn cái Phần sau đó là có hai phần tử 5 và 6. À chúng ta lại nhiệm vụ là chúng ta lại đưa 5 vào cái vị trí phù hợp. Trong trường hợp này chúng ta sẽ đưa 5 vào vị trí đứng sau 4 và đứng trước 10. Đấy. Thế và sau khi đưa 3, 5 vào vị trí phù hợp trong cái phần đã sắp xếp thì chúng ta thu được cái danh sách gồm hai phần. Trong đó cái phần chưa được sắp xếp chỉ có phần tử thứ nhất là phần tử 6 mà thôi. Và chúng ta lại đưa 6 vào vị trí phù hợp là đứng sau 5 và đứng trước 10. Như vậy chúng ta thu được cái dãy gồm có các phần tử 8 phần tử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Thế trên cơ sở tư tưởng của thuật toán sắp xếp chèn ấy, thì chúng ta sẽ có cái dạng cài đặt của cái thuật toán như sau. À, chúng ta xây dựng một cái thuật toán có tên là insertion sort. Đây là thuật toán sắp xếp chèn. Và thuật toán này ở cái hàm này có hai tham số. Thứ nhất, cái đầu vào của nó là cái dãy số và chúng ta một cái dãy mà chúng cần sắp xếp. À, thứ hai đó là số phần tử của cái dãy đó à, như vậy đầu vào của chúng ta là gồm có hai thông tin thứ nhất là dãy mà chúng ta cần sắp xếp thứ hai là số phần tử Thế chúng ta thấy rằng là quan sát ví dụ trên ý, thì chúng ta sẽ thực hiện cái quá trình lập và mỗi lần lập là chúng ta chia cái dãy thành hai phần à, và cái phần đầu tiên ý, là cái phần đã được sắp xếp và mỗi lần lập thì số phần tử của cái phần đã được sắp xếp sẽ tăng thêm một phần tử. Thế như vậy rằng là chúng ta sẽ sử dụng một cái vòng lặp để chúng ta duyệt từ đầu danh sách đến cuối danh sách. Vòng lặp đó thể hiện bằng cái vòng for đối với cả biến điều khiển là biến y. À, được thể hiện ở dòng 41. Mỗi lần lặp thì chúng ta phải tìm ra được phải chèn được một cái phần tử nào đó vào cái phần đầu tiên của cái dãy đã được sắp xếp để làm điều đó thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ sử dụng một cái biến di để chúng ta lưu cái vị trí, lưu cái vị trí trong cái phần đã được sắp xếp nó phù hợp cho cái phần tử đầu tiên của cái phần chưa sắp xếp, à, cái phần tử đầu tiên của cái phần chưa sắp xếp sẽ được lưu vào cái biến key thể hiện dòng 43. À, sau đó là chúng ta thực hiện một cái quá trình lập thể hiện bằng cái vòng while từ dòng 44 đến dòng 47. Để chúng ta tìm ra được cái vị trí phù hợp cho cái phần tử AI này. À, vị trí đó là cái vị trí nằm trong cái phần đã sắp xếp. Và sau khi thực hiện xong vòng while thì chúng ta sẽ thu được cái chỉ số G đó chính là cái vị trí phù hợp cho cái phần tử ai Đấy, tức là phần tử kỳ đó được thể hiện là dòng 48 và chúng ta sẽ đưa phần tử kỳ đó vào cái vị trí phù hợp là vị trí AG thế như vậy rằng là thuật toán này thì chúng ta thực hiện hai cái vòng lặp lòng nhau vòng lặp ngoài là vòng for và lặp trong là vòng lặp while và sau khi chúng ta thực hiện từ phần tử đầu tiên có chỉ số là 0 cho đến phần tử cuối cùng là phần tử có chỉ số là n 2 thì chúng ta sẽ thu được cái dãy được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Thế và cái thuật toán này thì trong trường hợp tốt nhất thì độ phức tạp của nó sẽ là on bởi vì ở trong trường hợp tốt nhất là cái trường hợp mà cái danh sách của ta là cái danh sách đã được sắp theo thứ tự tăng dần rồi thế khi sắp theo thứ tự tăng dần rồi thì chúng ta không cần thực hiện vòng lặp while nữa tức là dòng 44 dòng 47 là chúng ta không cần thực hiện và lúc đó chúng ta chỉ cần thực hiện n trừ hai lần lặp mà thôi và khi đó độ phức tạp nó sẽ là on thế còn trong trường hợp xấu nhất thì độ phức tạp của nó sẽ là on bình phương bởi vì uh, trường hợp xấu nhất là cái trường hợp mà cái dãy của ta là được sắp xếp thứ tự giảm dần chúng ta đang cần sắp thứ tự tăng dần nhưng cái dãy ban đầu của ta lại là dãy, dãy mà có thứ tự giảm dần thì khi đó phòng lập y luôn luôn được thực hiện và lúc đó độ phức tạp của là của nó ta sẽ là o n bình phương một cái thuật toán tiếp theo nữa đó là cái thuật toán sắp xếp chọn ở thuật toán sắp xếp chọn này thì cũng giống như thuật toán sắp xếp chèn tức là ở lần lập thứ y chúng ta sẽ chia cái dãy của ta thành hai phần phần thứ nhất cái phần đầu tiên từ 0 đến y 1 từ chỉ số y thôi là không đến chỉ số thứ y trừ 1. Là cái phần mà gồm các phần tử đã được sắp xếp theo thứ tự. Cái phần thứ hai là cái phần mà chưa sắp xếp. Thế tuy nhiên ý, thì ở thuật toán sắp xếp chọn thì tại mỗi một cái bước là bước thứ y nào đó thì chúng ta phải làm một cái nhiệm vụ là chúng ta chọn ra một cái phần tử nhỏ nhất trong cái phần chưa sắp xếp để chúng ta ghép vào cái vị trí sau cùng của cái phần đã sắp xếp. Đấy. Chọn ra cái phần nhỏ nhất trong cái phần chưa sắp xếp để cho nó vào cái vị trí sau cùng của phần đã sắp xếp. Thế đấy chính là cái tư tưởng của thời toán sắp xếp chọn. Có nghĩa rằng là mỗi lần lập là chúng ta cũng tăng cái số phần tử của cái phần đã sắp xếp lên một phần tử. Thế để hiểu rõ cái tư tưởng của thỏa toán sắp xếp này thì chúng ta xét một cái ví dụ như sau. Giả sử rằng là chúng ta xét một cái dãy gồm có 7, 5, 4, 2. Đây là một cái dãy gồm 4 phần tử. Thế lập đầu tiên là chúng ta chọn ra trong cái dãy này trong cái dãy này Đấy. một cái phần tử mà có giá trị nhỏ nhất à chúng ta thấy rằng là trong cái dãy này thì cái phần tử nhỏ nhất là phần tử 2 và chúng ta đổi 2 cho cái phần tử đầu tiên của dãy nó đổi 2 cho 7 và sau khi đổi 2 cho 7 thì cái dãy của chúng ta gồm hai phần phần thứ nhất Đấy, đó là phần tử 2 phần thứ hai là 3 phần tử 547 là phần chưa sắp xếp và chúng ta lại làm tương tự như vậy đối với cả phần chưa sắp xếp này. Chúng ta chuyển sang bước 2. Là chúng ta chọn ra cái phần tử nhỏ nhất đó là phần tử 4. Chúng ta đổi 4 cho phần tử đầu tiên của cái phần chưa sắp xếp là đổi 4 cho 5. Và sau khi đổi 4 cho 5 thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thu được cái phần đã sắp xếp là 2 và 4. Tức là phần tử 4 này sẽ là cái phần tử cuối cùng của cái phần đã sắp xếp. À, là phần đầu tiên là phần tử đầu tiên của cái phần mà chưa sắp xếp như là phần tử cuối cùng của cái phần đã sắp xếp. Thế sau khi chúng ta đổi 4 cho 5 rồi thì chúng ta chơi hai phần và cái phần mà chưa sắp xếp cùng hai phần tử 5 và 7. Chúng ta lại làm tương tự như vậy. Chúng ta thấy rằng là cái phần mà 5 và 7 thì 5 là cái phần tử nhỏ nhất rồi và nó chính là phần tử đầu tiên của cái phần chưa sắp xếp. Cho nên chúng ta không cần đổi chỗ cho phần tử nào cả. Và mặc nhiên thì lúc đó cái phần đã sắp xếp sẽ là 2 4 5. Và phần tử sau cùng là 7. Và 7 là phần tử cuối cùng rồi, là phần tử duy nhất trong cái phần chưa sắp xếp rồi. Nên đương nhiên chúng ta sẽ ghép nốt 7 vào cái phần đã sắp xếp và chúng ta thu được một cái dãy của một các phần tử đảm bảo tính chữ tự tăng dần. Thế và chúng ta thấy rằng là trên cơ, tư, cơ sở tư tưởng của cái thuật toán sắp xếp chọn thì chúng ta có cái dạng cài đặt của thuật toán như sau. Chúng ta sẽ xây dựng một cái hàm có tên là sort. Đây là cái thuật toán mà có hai cái thông tin đóng vai trò là tham số đầu vào. Thứ nhất là cái dãy mà cần sắp xếp. Thứ hai là số phần tử. Thế chúng ta thấy rằng là ở thuật toán sắp xếp cho chọn này thì chúng ta cũng thực hiện là n 2 quá trình lặp. Chỉ số y từ 0 đến n 2. Và mỗi lần lặp thì chúng ta phải thực hiện là chọn ra một cái phần tử nhỏ nhất trong cái phần chưa sắp xếp. Và giả sử rằng là cái phần tử nhỏ nhất trong cái phần chưa sắp xếp. À, giả sử rằng là nó có chỉ số là min. À, chỉ số min là chỉ số của cái phần tử nhỏ nhất trong cái phần chưa sắp xếp. À, sau đó là chúng ta thực hiện là tìm ra cái chỉ số min đã. thể hiện từ dòng 54 cho đến dòng 57 đây là cái phần mà chúng ta chọn ra cái phần tử nhỏ nhất việc chọn ra phần tử nhỏ nhất này tức là chúng ta chìm tìm ra cái chỉ số của cái phần tử nhỏ nhất đó chỉ số min thế sau đó là chúng ta kiểm tra xem là cái phần tử nhỏ nhất trong cái phần đã được sắp xếp à phần chưa được sắp xếp phần tử nhỏ nhất trong cái phần chưa được sắp xếp nó có phải là cái phần tử đầu tiên của cái phần chưa được sắp xếp hay không? À, tức là phần có phải là phần tử thứ y hay không? thế nếu như mà nó không phải là cái phần tử đầu tiên trong cái phần mà chưa được sắp xếp ấy, thì chúng ta đổi chỗ cái phần tử đầu tiên đó cho cái phần tử nhỏ nhất thể hiện ở dòng 59 chín đây. Đấy, nếu mà không phải phần tử đầu tiên trong cái phần phần chưa sắp xếp thì chúng ta đổi chỗ cái phần tử đầu tiên với cái phần tử nhỏ nhất đó bằng áp sáp đây. thế và sau khi đổi chỗ thì chúng ta thu được À, một cái danh sách của hai phần, cái phần đã sắp xếp sẽ được tăng thêm một đơn vị, à tăng thêm một phần tử. À, thế còn cái phần chưa sắp xếp sẽ giảm đi một phần tử. Và cứ làm đi làm lại như vậy, thì sau cùng kết thúc phần lập for này, thì chúng ta sẽ thu được một cái danh sách đã được sắp xếp. À. Thế và độ phức tạp của cái thuật toán sắp xếp chọn thì nó sẽ có độ phức tạp là O n bình phương. Thế như vậy rằng là giờ học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nắm được, cần phải nắm được những cái vấn đề cốt lõi của hai cái nội dung chính như sau. Đối với cả thuật toán sắp xếp chèn thì chúng ta cần phải nắm được cái tư tưởng của cái thuật toán sắp xếp cũng như là dạng cài đặt thuật toán sắp xếp. Và độ phức tạp của thuật toán sắp xếp chèn thì nó sẽ là ON nếu trong trường hợp tốt nhất. Tốt nhất tức là cái cái danh sách mà chúng ta cần sắp xếp nó đảm bảo tính thứ tự rồi. Thế còn là trong trường hợp xấu nhất thì nó sẽ là ON bình phương. À, còn đối với độ thứ hai đó là sắp xếp chọn thì chúng ta cần phải nắm được cái tư tưởng sắp xếp này rồi dạng cài đặt thuật toán sắp xếp độ phức tạp thuật toán sắp xếp và phân biệt được cái thuật toán sắp xếp chọn với sắp xếp chèn với thuật toán sắp xếp chọn và sắp xếp chèn ấy, thì về cơ bản mỗi lần lập là cũng chia cái danh sách của ta thành hai phần phần đầu tiên là phần đã sắp xếp phần thứ hai là cái phần chưa sắp xếp thế nhưng mà thuật toán sắp xếp chèn ấy thì chúng ta sẽ lấy ra cái phần tử đầu tiên trong cái phần chưa sắp xếp để chèn nó vào cái vị trí phù hợp trong cái phần đã sắp xếp Thế còn thuật toán sắp xếp chọn ý, là chúng ta chọn ra cái phần tử nhỏ nhất trong cái phần chưa được sắp xếp để chúng ta nối nó vào vị trí sau cùng của cái phần đã sắp xếp. Đấy, thế đấy là cái hai cái sự giống nhau và khác nhau của hai thuật toán này. Và nội dung của giờ học hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Chào các em, hẹn gặp lại các em trong các giờ học lần sau.